Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh. Này dù là quý vị chín phồi mày quá nha quý vị. Trái đẹp, cũng nở nhiêu gì. Địa chỉ mình ở ấp Hòa Thới Sau Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại 0339321187. Hình thức mình bao ship toàn quốc nha quý vị. Đây, mày quái không quý vị. Con này nè quý vị, giống con gì nha quý vị. Đó. Để đẹp quá quý vị. Dán bài có lắc có nha quý vị. Rồi không mất thời gian của anh em, mình vô cây số 1 anh em ơi. Đây cây số 1 nha anh em. Cây có gọng lắc chữ C rất hay anh em ơi. Đế đẹp. Rồi thông số chiều cao 65 và neo nha anh em. 13. Rồi mã số 1 giao lưu 450 anh em ơi. Đó. Rất đẹp anh em ơi. Trong quá trình quay có được chia sót quỳ lòng bỏ qua nha quý vị. Đây. Để nôm quái. Cây này quýt nha anh em. Hai cái thằng nó dính nhau luôn nha anh em. Ta áp vô từ nhỏ hay sao mà quái cây nha anh em. Đó. Đế qua trồng đế anh em ơi. Giá hung nghị anh em ơi. Chiều cao 52. Quần eo 14. À. Con đầu đế khủng bố luôn anh em ơi. Y như con nhìn nhẹn nha. Đó, hồi trước có vợ chịu đây đầy đủ nha anh em. Đó. Rồi, mã số 2 giao lưu 7,5 anh em ơi. Bao ship toàn quốc. Đây cây số 3 nha anh em. Cây dáng bay có cây tử rất hay nha, cây tử âm mẹ nha anh em, mẫu tử nha anh em. Cây dáng bay có cành đóng tứ diện luôn. Cây này đế quái. Chiều bay là 79. Còn neo 16 anh em ơi. 16. Rồi cũ ở chỗ này cái cục chỗ này coi. 22 đi. Đó. Cây rất đẹp anh em ơi. Cây này nó đang lên xù với đây nha anh em. Đang lên xù khá nhiều nha. Đó. Rồi trước chịu đầy đủ ráo anh em ơi. Cây dáng bay rất đẹp. Vậy anh em chơi cây vô trồng lên cái đồi anh em. Lập chi ra nha. Mấy cây này lên tiền nha anh em. Bảo đảm anh em nuôi lên tiền. Năm 2 năm là 7-8 triệu bình thường nha anh em. Rồi, mã số 3 giao lưu 1 triệu anh em ơi, bao ship toàn quốc. Đây. Con này con quái gì cana anh em ơi. Nó có một cục nữ chỗ này nó quái nha. Đó, anh em nghiên cứu kỹ cái này nha. Cây này bảo đảm với anh em có 102 anh em ơi. Giống cái con gì nha. Con gì mà trong phim thời tiền sử anh em. Quái nha. Đó, anh em coi nghiên cứu kỹ. Đó. Rất đẹp anh em ơi. Bảo đảm như anh em có 102 anh em ơi. Đó, giá hút nghị anh em ơi. Đó. Chiều cao 52. Quần eo 15 ngay kim. Cục thờ nữ này đo cho anh em tham khảo nha. Nó là 35. Đế đẹp anh em ơi. Đó, vỏ cẳng đầy đủ hết luôn. Con quấy thú gì á. Đó. Rồi mã số 4 vô luôn anh em, 1.200.000 bao ship toàn quốc. Đây số 5 anh em ơi. Chiều cao 77. Quà neo 14. Đó, đế đẹp anh em ơi. Đó, có giờ chịu đầy đủ hết nha anh em. Đế 2-3 từng đế nha. Cây này nó lên nu quái nha anh em. Lục cục từ cái đoạn này dài lên trên luôn. Ở đây nó bể xuống cục thần nữ luôn. À, rồi mã số 5 giao lưu 850.000 bao ship toàn quốc. Đây một cây dáng bay nè mày, cây này nghệ thuật nha. Đó. Cây dáng bay quái nha anh em. Để thôi một lùm đế luôn.
chiều bay. Chiều bay là 93. Quần eo 18. À, cái nồi đế khủng bố luôn anh em ơi. 90, nồi đế 90 nha anh em. Đế không trống mặt nào anh em ơi. Đây và trước có giò chịu đầy đủ hết nha anh em. Đó. Lật cây. Rồi số 6 vô luôn 1.700.000 bao ship toàn quốc cho anh em. Quá trời các bạn hết nói, bị đặt luôn. Rồi, lên số 7 anh em ơi. Chục mai này đế đẹp anh em ơi. Đế là tay tái luôn. Không chi gì đâu được. Cái này có cành đấu tứ diện. Chiều cao 80. Quà neo 18. Đó. Cũ chập bá luôn em ơi. Đế đẹp nha anh em. Bao phê. Đó. Cốt cành đóng tứ diện luôn. Nhanh chơi. Rồi mã số 7 giao lưu 1.450.000. Bao ship toàn quốc. Anh em thấy video hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ và chia sẻ anh em bè cùng xem. Rồi. Mày lên hàng quái khăn. Cây này nó quái nha. Cái nồi đế đặt rồi. Sợ luôn. Nó rất hay, có một cái giò chịu, hai cái giò chịu trước anh em. Đó, nó chịu lực nha. Rất đẹp. Giá không nghĩ anh em ơi. Chiều cao 44. Quần eo ngay trí này nó 12 anh em ơi. Quần nhỏ mà nồi đế hết hòn luôn. Đó. Cây này anh em chơi bộ nồi đế đủ tiền anh em ơi. Rồi mã số 8 em vô lưu là 750.000 bao ship toàn quốc. Đó. Cây có cụm cây quái nha anh em. 750.000 bao ship nữa anh em ơi. Rồi mã số 9 cuối clip anh em ơi. Đây lên 9 cây nha anh em. Chiều cao 47. Và anh em ra ngay trí này nha anh em. Nó 14 ngay kim nè. Cục thừa nữ đây coi. Là 22. Đó anh em coi giò chịu đầy đủ hết nha anh em. Đó. Cây để đế lực, đế bắp. Đó. Cây này rất khỏe nha anh em. Nó nhú mầm hết rồi. Rất khỏe. Đâm ra hết rồi. Bể nắp hết rồi. Rồi mã số 9 cuối clip này giao lưu với anh em này giá 1.000.000 bao ship toàn quốc cho anh em nha. Rồi ngày mới chúc anh em dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý nha, thành công trong việc chào hẹn lại anh em video tiếp theo.